trong tháng 10, toàn tỉnh phát hiện 34 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 6 vụ so với tháng trước. Hiện đã điều tra làm rõ 28 vụ, bắt xử lý 46 đối tượng. Một số loại tội phạm tăng như cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 300 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 50 người, bị thương 10 người. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, Công an xã Chị Đông, huyện Chị Thủy vừa ra mắt mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm. Đây được xem là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Có 60 camera được lắp đặt ở các trục đường chính, khu vực phức tạp về an ninh trật tự thuộc 4 ấp gồm ấp 1, ấp 1A, ấp 3 và ấp 3A xã Dị Đông với số tiền hơn 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, toàn huyện Dị Thủy có 6 trên 10 xã thị trấn xây dựng mô hình camera an ninh. Cũng nhờ những chiếc mắt thần này mà thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Châu Thành được giữ vững. Cách làm của công an xã Đồng Phước A là một điển hình. Đây là vụ trộm cắp tài sản xảy ra cách nay 3 tháng được camera nhà dân ghi lại. Lợi dụng nhà vắng người, đối tượng lẻn vào trộm hai cuộn lưới chì B40. Sau khi chở cuộn chì đầu đi bán trót lọt, đối tượng quay lại trộm lần hai thì bị bắt quả tang. Vụ cướp giật tài sản này xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 10 tháng 7 vừa qua trên tỉnh lộ 925, đoạn thuộc xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Hai đối tượng chạy xe máy áp sát vào người phụ nữ bên đường, cướp tài sản và nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Từ nguồn tin báo và hình ảnh thu thập qua máy chủ, công an xã Đông Phước A vào cuộc điều tra. Quá trình nhận dạng, khoanh vùng đối tượng, chỉ trong một ngày vụ án được xử lý, trả lại tài sản cho bị hại. Phát hiện một cái hành vi vi phạm trên camera, thì mình khi mà mình thuyết phục đối tượng thì đối tượng lúc đầu thì sẽ cương quyết từ chối và không nhận những cái hành vi vi phạm của mình, nhưng mà từ những cái chứng cứ mình thu thập được qua camera, rồi từ những cái nguồn tin của bà con, rồi những cái sự chứng kiến của bà con về cái hành vi vi phạm, thì các đối tượng cũng phải cúi đầu nhận tội. Ban đầu, các mắt thần này chỉ lắp đặt ở ngã ba, ngã tư, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Sau một năm vận hành phát huy hiệu quả, công an xã Đông Phước A tham mưu đảng ủy, công an huyện Châu Thành vận động xã hội hóa lắp đặt thêm gần 30 camera an ninh phục vụ đắc lực công tác điều tra phá án. Cách làm này tạo được sự gắn kết công an với nhân dân, chung sức giữ gìn an ninh trật tự. Gia đình ông Cao Xuân Thắng kinh doanh cửa hàng sắt thép, nên ngoài việc lắp camera gia đình, ông đặt một camera trước cổng truyền dữ liệu về trụ sở công an xã. Hiệu quả nó rất lớn, các cái bộ phận thanh niên nghịch ngợm và trêu phá gây rối trật tự, đó là cái hiệu quả lớn. Cái hiệu quả thứ hai nữa là đêm hôm có những cái trường hợp đó là gây rối đánh lộn này kia, nói chung cái hiệu quả của camera đem đến rất lớn. Từ cái chỗ đó chúng ta đã trấn áp được tội phạm, phát hiện được tội phạm và trấn áp được tội phạm. Tỉnh lộ 925 đoạn giáp quốc lộ 1 đến thị trấn Ngã Sáu dài hơn 10 cây số. Ban đêm đường rộng ít xe nên nhiều thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Hơn 2 năm lắp đặt camera, các hành vi này giảm từ 7 vụ một năm xuống còn 1 đến 2 vụ. Mô hình camera an ninh thì qua đây thì từng đồng chí nâng cao cũng cái vai trò, nhận thức và cái trách nhiệm, và đặc biệt là từng đồng chí ngoài cái hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao thì cũng làm tốt công tác tuyên truyền đối với bà con nhân dân, rồi nắm chặt tình hình từng địa bàn, từng ấp và thường xuyên vận động người dân cung cấp tin cho lực lượng công an, cũng như là phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn địa bàn. Huyện Châu Thành có hơn 150 camera bao phủ các tuyến trọng điểm trên địa bàn huyện, gần 1.000 camera do người dân tự lắp đặt tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư. Đây là cách làm hiệu quả,
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.